Quốc đối mặt trận lụt trăm năm có một, thiệt hại lớn về cả tài sản và con người. Philippines ứng phó với động thái mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Luật trường mẫu giáo Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt, tìm cách tăng tuyển sinh. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự mới nhất, hấp dẫn nhất mỗi ngày. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Ngày 21 tháng 6, Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin ít nhất 47 người đã không qua khỏi sau khi mưa lớn trút xuống tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Theo CCTV, tính đến ngày 20 tháng 6 có thêm 38 người bị xác nhận không qua khỏi ở thành phố Mai Châu, cùng với 9 trường hợp đã bị ghi nhận trước đó ở cùng khu vực. Mưa lớn xảy ra ở Quảng Đông từ cuối tuần trước tới đầu tuần này đã gây ra thiệt hại lớn. Chính quyền cũng đồng thời cảnh báo Trung Quốc có thể đối mặt với những trận lũ khác trong thời gian tới. Việc tìm kiếm những người sống sót vẫn tiếp tục nhưng đầy thách thức, CCTV đưa tin. Do mức độ nghiêm trọng của mưa lũ, việc tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt rất khó khăn và tốn thời gian. Hơn 55.000 người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hàng nghìn ngôi nhà và đường xá bị phá hủy. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 3,65 tỷ nhân dân tệ, tương đương 503 triệu đô la Mỹ ở huyện Tiêu Lĩnh, trong khi ở huyện Mai Châu, thiệt hại có thể lên tới 1,06 tỷ nhân dân tệ, tương đương 146 triệu đô la Mỹ. CCTV đã gọi đợt mưa lũ trên là thảm họa trăm năm mới có một. Con đường dẫn đến huyện Mai Châu đã bị sập hoàn toàn, sông Songjiang đã trải qua trận mưa lũ lớn nhất được ghi nhận. Những cơn mưa xối xả ở miền Nam Trung Quốc xảy ra trong khi phần lớn miền Bắc nước này phải hứng chịu nhiệt độ tăng cao trên 35 độ C trong tuần này. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu khiến thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn và sóng nhiệt diễn ra thường xuyên và gay gắt hơn. Khí thải nhà kính là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu và Trung Quốc là nước phát thải lớn nhất thế giới. Ngày 21 tháng 6, quân đội Philippines thông báo gần đây đã phát hiện 4 tàu hải quân Trung Quốc ở Biển Đông vài ngày sau vụ đụng độ giữa hai bên khiến một số binh sĩ bị thương. Phát ngôn viên quân đội Philippines, Đại tá Sirset Chinidad cho biết nhóm 4 tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có 2 tàu khu trục, đã được phát hiện vào trưa ngày 19 tháng 6 ở eo biển Balabac, ngoài khơi đảo Palawan của Philippines. Người phát ngôn cho hay, phía Philippines đã áp dụng các ứng phó tiêu chuẩn cho những trường hợp như thế này. Ngày 22 tháng 6, tờ South China Morning Post đưa tin, các nhà phân tích cho rằng sự xuất hiện của 4 tàu hải quân Trung Quốc hôm 19 tháng 6 và việc Bắc Kinh triển khai những tàu khác đến Biển Đông cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị đẩy mạnh các vụ đụng độ trên biển, qua đó dò xét thái độ của Philippines và đồng minh. Cụ thể, nhà phân tích an ninh Chester Cabanza là chủ tịch Tổ chức Hợp tác Phát triển và An ninh Quốc tế có trụ sở Manila, Philippines nhận định rằng những diễn biến gần đây có sự can dự của các tàu chiến và tàu tấn công đổ bộ Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đang lên kế hoạch gia tăng đối đầu ở Biển Đông. Trong đó, tàu tấn công đổ bộ có thể được sử dụng cho những vụ tấn công phối hợp giữa Hải quân Trung Quốc, Cảnh sát biển và lực lượng dân quân biển của nước này, với mục tiêu leo thang tranh chấp trên biển. Trong một diễn biến liên quan, Philippines cho biết chưa cân nhắc kích hoạt Hiệp ước Phòng thủ chung với Mỹ sau khi Manila cáo buộc Trung Quốc can thiệp một sứ mệnh tiếp tế cho các binh sĩ đóng ở tiền đồn là xác tàu đổ bộ PRP Sierra Madre. Hôm 21 tháng 6, Reuters dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Quốc gia Philippines, ông Lucas Bersamin nhận xét, vụ chạm trán trên có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm hoặc một tai nạn không mong muốn. Ông Bersamin nói, chúng tôi chưa xếp vụ va chạm trên là hành động tấn công có vũ trang. Trong bối cảnh áp lực tài chính lớn, tỷ lệ sinh thấp, hàng loạt trường mẫu giáo Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt, tìm cách tăng tuyển sinh. Sau hơn 10 năm làm giáo viên trường mẫu giáo tư thục, thay vì tập trung vào dạy trẻ, cô Lin Xiao, 32 tuổi, bù đầu với hàng loạt công việc không liên quan đến chuyên môn sư phạm như chụp ảnh hoạt động của trường, phát tờ rơi tuyển sinh tại các khu dân cư. Trong bối cảnh lượng học sinh giảm 60% so với 2 năm trước và các trường lân cận đã phải đóng cửa, công việc hàng ngày của cô Lin giống một cuộc chiến tuyệt vọng giúp trường trụ vững. Mỗi học sinh mới nhập học có thể mang đến khoản tiền đủ để chi trả 2 tháng lương cho giáo viên. Cô Lin là giáo viên mầm non tại Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc nói, tôi hầu như không dành nổi 15 phút mỗi ngày để tương tác trực tiếp với học sinh. Hiện tại trên khắp Trung Quốc, hàng loạt trường mẫu giáo, đặc biệt là các trường tư thục, đang phải vật lộn trước tình trạng thiếu học sinh mới trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm. Khó khăn với trường tư càng trầm trọng khi chính phủ mở rộng, tăng chất lượng trường mẫu giáo công
làm tăng cạnh tranh giữa hai khu vực công lập và tư thục. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, khoảng 20.400 trường mẫu giáo đã đóng cửa tại quốc gia này trong 2 năm qua, chủ yếu là do tỷ lệ sinh giảm. Số liệu cụ thể cho thấy trong năm 2023, Trung Quốc có 274.400 trường mẫu giáo, trong khi con số đó vào năm 2022 và năm 2021 lần lượt là 289.200 và 294.800 trường. Việc đóng cửa các nhà trẻ được cho là có nguyên nhân phần lớn xuất phát từ tỷ lệ sinh giảm. Số trẻ sơ sinh trong một năm là một trong những yếu tố dự báo số lượng trẻ đi học mẫu giáo 3 năm sau. Trong năm 2023, chỉ có 9 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra, giảm so với 9,6 triệu trẻ của năm trước đó và 10,6 triệu trẻ vào năm 2021. 12 triệu trẻ vào năm 2020, 14,7 triệu trẻ vào năm 2019 và 15,2 triệu trẻ vào năm 2018. Trả lời phỏng vấn trang tin Ikai, giáo sư kinh tế tại Đại học Hạ Môn, ông Đinh Trang Pha nói rằng các trường mẫu giáo ở khu vực nông thôn và các khu vực có dân số phải di cư ra ngoài tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hầu hết các trường mẫu giáo công lập ở thành thị ít bị ảnh hưởng hơn, nhờ điều kiện giáo dục tốt hơn, trong khi các trường tư thục bị ảnh hưởng nhiều hơn. Tình trạng nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở các tỉnh Đông Bắc như Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang. Giới quan sát lo ngại làn sóng trường mẫu giáo đóng cửa có nguy cơ lan sang các khu vực khác và có thể sớm ảnh hưởng đến cấp tiểu học, trung học cơ sở. Theo các giáo viên, mẫu giáo tư thục dễ bị tổn thương do kỳ vọng ngày càng tăng về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất do trường mẫu giáo công lập ngày càng dễ tiếp cận hơn. Điều này xuất phát từ sáng kiến 5080 của Chính phủ Trung Quốc năm 2018, trong đó quy định 80% trẻ 3 đến 6 tuổi phải được học tại các trường mẫu giáo công lập hoặc trường giá cả phải chăng vào năm 2020. Sau khi sáng kiến 5080 được phát động, số lượng trường mẫu giáo công lập ở Trung Quốc năm 2021 tăng lên 150% so với 10 năm trước. Hơn 1/2 học sinh mẫu giáo Trung Quốc hiện tại học tại các cơ sở công lập. Ở Trung Quốc, trường mẫu giáo công lập do nhà nước vận hành và cung cấp dịch vụ giáo dục chuẩn hóa với mức học phí phải chăng. Trong khi đó, các trường tư thục có học phí cao hơn, cung cấp các chương trình cao cấp chủ yếu nhắm vào những gia đình giàu có. Việc mở thêm trường công, theo sáng kiến 5080 được tiến hành trên khắp Trung Quốc nhằm cải thiện tình trạng các trường công quá tải và có quá ít giáo viên. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mầm non tại Đại học Nam Kinh, Wang Haiying giải thích. Nhưng nhiều địa phương nhanh chóng áp dụng sáng kiến mà không nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu nhân khẩu học trong khu vực. Bà San, làm giáo viên mẫu giáo từ đầu những năm 2000, đã chứng kiến trường mẫu giáo tư thục nơi bà dạy ở Phật Sơn chỉ tiếp nhận khoảng 30 trẻ đăng ký nhập học năm ngoái. Trường của bà San từng là nơi có học phí cao nhất khu vực, nhưng hiện tại chỉ hoạt động với 40% công suất. Trước năm 2019, bà làm việc trong một nhóm giáo dục quản lý hơn 20 trường mẫu giáo, nhưng hơn 1/2 số này đã phải đóng cửa. Đối diện với tình trạng này, một số trường mẫu giáo tư đã phải chuyển thành viện dưỡng lão, hàng loạt giáo viên trụ lại, phải làm thêm nhiều việc, từ làm nhân viên xã hội cho đến livestream bán hàng. Giáo viên mầm non trên khắp các tỉnh cũng cho biết, ngày làm việc của họ hiện dài hơn bình thường khi phải hối hả giúp trường tăng tuyển sinh. Nhiều người phải đi phát tờ rơi, lập quầy thông tin trong các khu dân cư, liên tục quảng bá trường trên mạng xã hội. Đối với cô Lin ở Quảng Châu, áp lực ngày càng tăng khi nhà trường ra chính sách thưởng 69 đô la Mỹ cho giáo viên giới thiệu được một học sinh tới lớp. Ban giám hiệu cũng yêu cầu giáo viên chú ý nhiều hơn tới các phụ huynh có hai con trở lên tại trường. Cô Lin thừa nhận, tôi thấy mình giống nhân viên bán hàng hơn là giáo viên. Tại thành phố Tây An, ông Lây là hiệu trưởng một trường mẫu giáo tư thục, thừa nhận tuyển sinh là một cuộc chiến và là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, áp lực thu hút học sinh mới cũng tồn tại ngay cả ở trường công lập. Chen Zhou là giáo viên mẫu giáo công lập 41 tuổi ở Ninh Ba, phía đông tỉnh Chiết Giang, nhận xét các trường công như nơi cô công tác tương đối ổn định, không thiếu học sinh. Nhưng gần đây hiệu trưởng cũng cử nhân viên đến các khu dân cư để quảng bá về trường. Để cạnh tranh, một số trường còn lập các đội bán hàng chuyên nghiệp, số khác lôi kéo phụ huynh bằng dịch vụ nhà trẻ miễn phí hoặc dạy kèm tại nhà. Theo khảo sát của Hiệp hội Giáo dục Phi Chính phủ, 57% trường mẫu giáo ở Trung Quốc triển khai các lớp nhà trẻ dành cho bé dưới 3 tuổi. 85% số trường tham gia khảo sát là mẫu giáo tư thục. Bà San là giáo viên mẫu giáo ở Phật Sơn nói, khi bật chế độ sinh tồn, một xu cũng có giá trị. Bà cũng kỳ vọng về tiềm năng của hướng đi này trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ huynh Trung Quốc chịu áp lực công việc cao, tìm phương án chăm sóc con toàn diện hơn. Tuy nhiên, Hiệp hội Giáo dục Phi Chính phủ Trung Quốc cho biết, 58% trường mẫu giáo có lớp nhà trẻ đang thua lỗ, chỉ 15% có lợi nhuận. Khảo sát của Hiệp hội nhấn mạnh chi phí vận hành, marketing cao là nguyên nhân. Mở các lớp mới đòi hỏi ban giám hiệu tuyển thêm giáo viên hoặc đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ hiện tại. Su là một nhà quản lý giáo dục ở Thượng Hải cho biết, từng nhóm tuổi có các yêu cầu riêng biệt đối với việc dạy trẻ. Giám đốc Wang cũng chỉ ra các lớp nhà trẻ vẫn chưa thu hút nhiều chú ý, chỉ ra phụ huynh còn ngần ngại, cân nhắc gửi con đi học khi còn quá nhỏ.
Trong khi đó, ông Lây là hiệu trưởng trường tư thục ở Tây An, đang lo lắng khi gần đây, cảnh sát thông báo số ca sinh ở địa phương chỉ bằng khoảng 30% so với năm 2019. Trong nỗ lực trụ vững trước làn sóng đóng cửa, trường của ông đang cải tạo lớp học, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên. Ông cho biết, trong tương lai sẽ chỉ có hai loại hình mẫu giáo là trường công và tư thục cao cấp.